Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sarah. Rất vui gặp mọi người ở trên YouTube. Và video ngày hôm nay sẽ là một video về chủ đề ăn gì trước tập và sau tập. Yeah, let's get started. Đó, thì hôm nay thì Sarah vừa mới livestream ở trên YouTube cũng như là ở trên fanpage về việc giãn cơ cũng như là Q&A dinh dưỡng và tập luyện ấy. Thì mọi người hỏi Sarah cũng rất là nhiều về việc là ăn gì trước khi tập và ăn gì sau khi tập, đặc biệt là khi tập cardio hay là khi tập strength thì mình có cần ăn cái gì đó khác không á. Thì video ngày hôm nay Sarah sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi liên quan đến việc ăn gì trước tập, sau tập ở trong video này ha. Mọi người cũng biết là livestream của Sarah thì vào lúc 6:30 sáng, nó khá là sớm đối với một số bạn. Tuy nhiên thì khi mà mình tập vào buổi sáng sớm á, thì mình cũng phải chú ý xem là mình ăn như thế nào để cho vào lúc sáng sớm thì cơ thể của mình vẫn có đủ năng lượng để tập luyện tốt nhất. Thì câu hỏi đầu tiên này chính là có nhất thiết phải ăn trước khi tập hay không? Câu trả lời của mình là không nhất thiết phải ăn trước khi tập. Nghĩa là nó sẽ còn phụ thuộc vào cái cảm nhận cơ thể của mỗi người. Ví dụ nhá, có một số những bạn mà ăn theo chế độ intermittent fasting á, nghĩa là mọi người sẽ ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn trong vòng 16 tiếng. Mọi người sẽ ăn kiểu từ khoảng 12 giờ trưa đến 8 giờ tối đúng không? Vậy thì những bạn đó nếu như muốn tập vào buổi sáng thì chẳng lẽ là mình sẽ không tập được. Đó. Nhưng mà theo mình, mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình xem là mình có thực sự cần phải ăn trước khi tập hay không. Hãy so sánh những buổi là nếu như mình ăn thì mình có tập luyện tốt hơn không, và nếu như mình không ăn thì mình có bị mệt không. Còn lại đối với Sarah, cơ thể của mình thì mình là một người luôn phải ăn thì mình mới có thể tập được. Và kiểu sáng ngủ dậy là mình sẽ phải đi kiếm đồ ăn để ăn sáng luôn ấy, thì mình mới bắt đầu làm việc, tập luyện được á. Thế nên là cái câu trả lời là mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình xem là mình phù hợp với một cái chế độ ăn như thế nào, phù hợp với việc tập luyện như thế nào. Nếu như mà mọi người vẫn cảm thấy bình thường khi mà mình không ăn, mình vẫn tập tốt, rất tốt ấy, thì mọi người cũng không nhất thiết phải ăn cũng được. Thế tại sao Sarah lại hay khuyên mọi người nên ăn trước khi tập? Thì mọi người hiểu đơn giản như này: cơ thể của mình thì sẽ dùng hai cái nguồn năng lượng chính để làm năng lượng hàng ngày, đến từ carbohydrate và đến từ chất béo. Thì đối với carbohydrate, nó đến từ đường á, và nếu như mà đa phần mọi người mới bắt đầu tập luyện, bước vào tập luyện á, thì cái mô hình chuyển hóa của cơ thể sẽ đều sử dụng carb hết. Và nếu như mà mọi người không ăn trước khi tập thì nhiều khi mình sẽ dễ bị mệt, dễ bị tụt đường huyết và bài tập của mình sẽ không hiệu quả. Ví dụ nếu như mà mọi người không ăn trước khi tập thì một bài tập cơ bản bình thường một tiếng đồng hồ mọi người có thể đốt được từ 200 đến 300 calories, và chưa kể đến là sau khi mình tập xong ấy thì mình còn bị kiểu mệt hay là kiểu bị uể oải nữa. Nhưng nếu như mọi người ăn trước khi tập, mặc dù là ăn thêm một chút calories trước đó nhé, nhưng mà sau tập không thì mọi người có thể đốt được khoảng từ 300 đến 400 calories trong buổi tập đấy. Nghĩa là bài tập của mọi người hiệu quả hơn, chất lượng hơn, và sau đấy thì mọi người vẫn cảm thấy rất là bình thường, không có bị gặp vấn đề kiểu quá là mệt, tụt đường huyết hay là bị kiểu stress gì cả. Thì đó là cái tác dụng khi mọi người nên ăn trước khi tập. Nhưng mà câu trả lời của mình vẫn là mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình. Lời khuyên của mình thì luôn khuyên là mọi người nên ăn trước khi tập, nhưng mà cơ thể của mỗi người là khác nhau. Tại vì con người mà, mình là đều là một những cơ thể sống hết, và mỗi người sẽ có một cái thói quen sinh hoạt rồi, một cái chế độ ăn riêng. Nên là mọi người hãy làm thế nào để cho đưa cơ thể của mình vào cái trạng thái tự nhiên nhất mà không gây áp lực lên nó là được ha. Đó, thế câu hỏi tiếp theo đấy chính là: vậy thì ăn gì trước khi tập? Thì thường ấy, trước khi tập mọi người sẽ cần chú ý cho mình hai cái này, đấy chính là carbohydrate và protein. Cơ thể của mình, như mình nói đấy, là khi mà nó vận động á, nó sẽ cần sử dụng đường nhiều hơn. Vậy nên carb sẽ là một yếu tố rất là quan trọng giúp cho mọi người có thể tập luyện, duy trì cái mức năng lượng đó ổn định trong suốt quá trình mà mình tập. Vậy thì carb thì mọi người nên ăn carb gì? Mình sẽ chia làm hai cái loại đơn giản nhất mà mọi người có thể kiểu dễ hiểu nhất. Đấy là carb hấp thụ nhanh và carb hấp thụ chậm. Cái loại carb hấp thụ nhanh ấy, ví dụ như là những cái loại đường đơn, ví dụ như là các loại hoa quả mà có nhiều vị ngọt ấy. Mặc dù là đường đến từ hoa quả thì nó vẫn là fructose, nhưng mà nó vẫn là một những cái loại carb mà nó hấp thụ nhanh hơn. Có những cái loại carb mà hấp thụ chậm, ví dụ như là khoai lang này, yến mạch này, bánh mì này, thì mình có thể kể đến, hoặc là gạo lứt là những cái loại carb hấp thụ chậm. Hay là carb hấp thụ nhanh, ví dụ mọi người thấy là người ta hay ăn chuối hoặc là ăn táo trước khi tập đúng không? Thì đó là mọi người, nếu như mọi người trước khi tập khoảng tầm 30 phút, có nghĩa là mình có ít thời gian trước tập ấy, thì mình nên ăn những loại carb hấp thụ nhanh. Và nếu như mọi người có nhiều thời gian hơn thì mình có thể ăn những loại carb hấp thụ chậm. Ví dụ như mình hay ăn sáng vào lúc 6 giờ và mình tập vào lúc 6 rưỡi, thì lúc đấy mình vẫn hay ăn yến mạch này, hoặc là ăn khoai lang này, hoặc là ăn hoa quả, thì mình đều có thể ăn được hết. Ngoài ra thì mọi người đừng quên bổ sung protein vào bữa trước khi tập. Tại vì là mặc dù cơ thể của mình sẽ sử dụng rất là nhiều carb trong khi mà mình tập luyện,
Nhưng protein sẽ giúp cho mọi người no lâu hơn vì cái tốc độ tiêu hóa của nó chậm hơn, nên sẽ giúp cho mọi người giữ lại cái nguồn năng lượng đấy để dành cho suốt cả một buổi tập mà không có bị kiệt quệ. Đó, thì mọi người nên bổ sung protein ví dụ như là từ sữa chua này, từ trứng này, từ... Thường thì mình không bao giờ ăn thịt vào buổi sáng, nhưng mà mình sẽ hay ăn kiểu sữa chua, trứng này. Đó, đấy là những cái loại protein mà mình hay ăn. Còn lý do vì sao mà mọi người không nên ăn chất béo trước khi tập? Tại vì chất béo thì thường nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác bị đầy bụng ấy, bị đầy hơi ấy, và nó sẽ làm cho mình hơi bị trướng bụng khi mà mình tập luyện, thì cái điều đấy nó sẽ không tốt ha. Còn ăn gì sau khi tập? Khi mà ăn gì sau khi tập thì cũng có hai cái rất là chính mình cần phải bổ sung, đấy chính là carbohydrate và protein. Ngoài ra thì mọi người hoàn toàn có thể bổ sung một bữa ăn đầy đủ bao gồm cả carb, cả protein và cả fat. Thì mình sẽ nói về một cái bữa ăn mà ví dụ mọi người tập xong vào lúc khoảng 3 giờ chiều đi, thì cái giờ đấy là cái giờ mà mình khó có thể ăn một cái bữa ăn kiểu như là ăn cơm hay là ăn những cái đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng được, đúng không? Thì lúc đấy mọi người có thể bổ sung carb và protein ngay lập tức đến từ những loại thực phẩm, ví dụ như là whey protein, hoặc là mọi người có thể ăn ăn trứng, hoặc là ăn sữa chua, hoặc là ăn thêm hoa quả có chứa carb, ăn uống sữa, ăn yến mạch, ăn khoai lang. Thế lý do vì sao mà chúng ta nên ăn carb và protein sau khi tập? Tại vì khi mọi người ăn carb vào thì cái lượng đường huyết trên cơ thể của mình tăng lên, kèm theo đó là lượng insulin nó cũng sẽ tăng lên, và insulin là một chất dẫn truyền và giúp cơ thể của mình có thể đưa protein đến các mô cơ để thực hiện quá trình sửa chữa và phục hồi các mô cơ. Nếu như mọi người chỉ bổ sung protein thôi thì nó sẽ là chưa đủ, thế nên là mọi người cần phải bổ sung thêm cả carbohydrate ngay sau cái thời điểm mọi người vừa tập xong. Và đặc biệt là khi mọi người vừa tập xong thì mình cảm giác như là toàn bộ cái lượng đường trong cơ thể của mình thì nó đang bị đốt hết rồi, và mình sẽ dễ gặp phải cái trạng thái là bị tụt đường huyết. Cái lượng carbohydrate mà mình nên ăn ở thời điểm này, nếu như mọi người vừa tập xong thì mọi người có thể ăn những cái loại carb hấp thụ nhanh, còn sau đấy khoảng 2-3 giờ thì mọi người nên ăn carb hấp thụ chậm. Đó. Còn lại về protein thì như mình nói, mọi người có thể lựa chọn whey protein là một loại whey protein hấp thụ nhanh ấy. Nó sẽ giúp cho cơ thể của mình kiểu được cung cấp đủ protein ngay lập tức. Đó, mình nghĩ rằng là để có một cái cơ thể đẹp ấy thì chúng mình cũng cần phải đầu tư thêm một chút cái sự nỗ lực của mình để lựa chọn các thực phẩm làm sao cho chính xác. Mình biết là sẽ có những cái ngày mọi người thèm trà sữa chứ, cũng có những ngày mọi người kiểu thèm đồ ngọt chứ, thèm nem chua rán, thèm khoai tây chiên. Nhưng mà nếu như mà mình đã muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì việc mình lựa chọn thực phẩm tốt là một yếu tố cương quyết hàng đầu. Đó, có một cái nữa đấy chính là tại sao cái thời điểm ăn ấy là một cái rất là quan trọng đối với những bạn nào mà kể cả mọi người mới bắt đầu tập luyện và kể cả mọi người tập luyện lâu rồi. Có những bạn mà tập luyện rất là lâu rồi nhưng mà cảm giác là mình không thể tăng cơ lên được, mình không thể giảm mỡ lên được, thì có thể là mọi người ăn không đúng vào cái thời điểm cơ thể của mình cần. Ví dụ như là tại những cái thời điểm mà cơ thể của mình cần nhiều đồ ăn nhất, ví dụ là sau tập chẳng hạn, nhưng mà bạn không bổ sung đủ protein, bạn không bổ sung đủ carbohydrate thì cơ bắp của mình á, nó không được phát triển một cách tối ưu. Đó, thì đó là tất cả những cái nội dung mà Sarah muốn truyền tải đến mọi người trong video lần này. Thì nếu như mọi người có câu hỏi gì thì mọi người đừng quên comment ở phía bên dưới cho mình biết. Và nếu như mọi người thích Sarah làm nhiều những cái video liên quan đến kiến thức thì mọi người hãy comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người thật là nhiều năng lượng, và chúng mình hãy cùng chiến đấu với nhau nhé. Let's go!